Thưa quý vị, ngày 16 tháng 11 năm 2022, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin BKV gọi vốn từ Bifan để mở rộng sản xuất. Được biết thông tin này bắt nguồn từ bài đăng của ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của BKV trên Bifone Fan Club. Đây là nhóm trao đổi các vấn đề liên quan tới BKV, Bifone của cộng đồng về những người yêu mến các dòng sản phẩm này. Cụ thể, ông Nguyễn Tử Quảng cho biết gần đây BKV phát triển mở ra hai mảng sản phẩm mới từ Bifone, bao gồm camera AI View và dịch vụ phần cứng BHS. Để thúc đẩy mạnh hơn nữa và nắm bắt cơ hội thị trường, tập đoàn có kế hoạch tách các mảng nêu trên thành các công ty hoạt động độc lập. Việc này cần bổ sung thêm vốn. Hiện nay, BKV đang có chương trình bổ sung vốn ưu đãi dành cho nhân viên tập đoàn. Qua trao đổi, được biết nhiều bi fan có mong muốn tham gia đầu tư. Do đó, chương trình được triển khai tương tự với các bạn là bi fan trên Bifone Fan Club, có hiểu biết về những công việc và định hướng của BKV đang theo đuổi. Trong bài viết siêu BKV cũng nêu cụ thể chương trình bổ sung vốn và cho biết sẽ tổ chức hai buổi trao đổi trực tiếp tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho những ai cần quan tâm kỹ hơn.